Mến chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến Bộ môn ngữ văn chính trường trung học cơ sở Chu Văn An Tiếp theo chủ đề truyện Kiều của Nguyễn Du Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích Trước hết về vị trí đoạn trích Đoạn trích thuộc phần 2 của truyện Kiều Đó là Gia Biến và Lưu Lạc về bố cục của đoạn trích này sáu câu đầu từ trước lầu ngưng bích khóa xuân cho đến nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng đó là bức tranh cảnh sát lầu ngưng bích và tâm trạng của nàng kiều phần thứ hai là nỗi nhớ thương của nàng kiều gồm có tám câu tiếp theo từ tưởng người dưới nguyệt chén đồng cho đến có khi gốc tử đã vừa người ôm và phần thứ ba là tám câu còn lại là nỗi buồn lo của nàng kiều trước hoàn cảnh sống thực tại trước tiên đó là bức tranh cảnh sát lầu ngưng bích và tâm trạng của nàng kiều trước lầu ngưng bích khóa xuân đại thi hào nguyễn du dùng từ khóa xuân ở đây được lặp lại lần thứ hai trước đó ông dùng từ khóa xuân trong ngữ cảnh câu thơ một nền đồng tước khóa xuân hai kiều ở câu thơ đó muốn nói chị em kiều là những cô gái đẹp gia giáo cấm cung nơi khuê phòng nhưng ở đây từ khóa xuân lại dùng theo nghĩa khác đó là dùng với nghĩa mỉa mai cay đắng xót xa cho hoàn cảnh sống thực tại của nàng kiều đó là bị giam lỏng nơi lầu ngưng bích trong cái cảnh ngộ như vậy thì kiều hướng lòng mình ra không gian cảnh vật của lầu ngưng bích vẻ non xa tắm trăng gần ở chung ở đây chúng ta thấy có cặp từ trái nghĩa xa và gần cặp từ này không phải chỉ cái không gian khoảng cách mà xa và gần ở đây đó là nói về tâm trạng của kiều xa lạ trước cái cảnh vật nơi đất khách quê người nhưng trong không gian cảnh vật đó Lại có cái sự gần gũi Đồng điệu với tâm trạng của nàng Kiều Đó chính là hình ảnh của ánh trăng Nơi lầu ngưng bích Kiều hướng lòng mình ra không gian cảnh vật Mênh mông Rộng lớn Choáng ngợp Qua từ lái bát ngát cảnh lầu ngưng bích cũng được chấm phá với những sắc màu rất đẹp có cát vàng có hình ảnh của cỏ cây cồn nọ và sắc màu của những bụi hoa hồng nhưng bụi hồng ở đây còn được nguyễn du sử dụng với biện pháp nghệ thuật ẩn dụ đó là cái kiếp hồng trần chỉ cái cuộc đời cái số phận của nàng kiều và trong cái không gian cảnh vật to lớn rộng lớn như vậy kiều chỉ sống có một mình lẻ loi đơn độc cho nên chúng ta thấy cái bút pháp đối lập dường như nó tuyệt đối một bên là cảnh vật bao la rộng lớn choáng ngợp của lầu ngưng bích nàng kiều thì đơn độc lẻ loi một mình đó là cái bút pháp đối lập được nguyễn du miêu tả rất hay cái không gian cảnh vật càng rộng lớn bao nhiêu thì cái nỗi buồn à, sự đau đớn câm lặng trong lòng của nàng kiều nó lại lớn bấy nhiêu Chính vì vậy mà ông sử dụng cái từ lái bẻ bàn Đó là tuổi nhục, đắng cay, chán trường Trước cái hoàn cảnh sống thực tại Không những vậy mà Kiều rất cô đơn Sớm thì lại may làm bạn Tối lại một mình hiu hắt dưới bóng đèn khuya và trong cái không gian cảnh vật như thế Càng làm cho nỗi nhớ mong của nàng Kiều Về những cái kỷ niệm Về người thân Nó lại càng trồng chất cao hơn Đây có thể nói là một cái đoạn miêu tả cảnh sát lầu ngưng bích Nguyễn Du sử dụng những cái từ lái Những cái hình ảnh vào sức gợi tả cho chúng ta thấy được cái cảnh bao la, choáng ngợp cái tâm trạng cô đơn, buồn tuổi chán trường và tuyệt vọng của nàng Kiều. Từ nỗi cô đơn tuyệt vọng ấy, trong lòng của nàng Kiều lại trào dâng nỗi nhớ thương à, đối với Kim Trọng và gia đình thật gia diết sâu đậm trước tiên là kiều nhớ đến chàng kim ở đây chúng ta thấy cũng rất lạ tại sao kiều không nhớ cha mẹ trước mà nàng lại nhớ kim trọng đó là một cái dụng ý miêu tả tâm lý nhân vật của đại thi hào nguyễn du bởi vì nó có hai lý do khiến cho nàng phải nhớ chàng kim trước lý do thứ nhất là bởi vì cái hình ảnh vầng trăng nơi góc trời của lầu ngưng bích gợi cho nàng tưởng nhớ lại kỷ niệm đối với chàng kim thứ hai là trong lòng nàng vẫn luôn dân trào cái mặt cảm có lỗi với kim trọng chính vì vậy mà nàng kiều nhớ kim trọng trước đó là một cái quy luật tâm lý mà nguyễn du miêu tả rất khéo nhớ kim trọng kiều nhớ đến cái đêm trăng thề nguyền ông dùng từ tưởng không chỉ là sự nhớ mong mà còn là sự hoài niệm về những kỷ niệm đẹp vốn có đối với chàng kim tưởng người dưới nguyệt chén đồng nghĩa là cùng với kim trọng uống ly rượu thề dưới trăng rồi nàng cũng hình dung ra hình bóng kim trọng nơi quê nhà tinh xương luống những rầy trong mai chờ như vậy không phải chỉ nơi đất khách quê người chỉ một mình nàng ôm nỗi nhớ thương chàng kim mà nơi quê nhà chàng kim cũng trông chờ nàng trở về nhưng hoàn cảnh thực tại nó lại là một cái sự éo le ngang trái bên trời góc bể bơ vơ ông dùng hai cái hình ảnh trời và bể à đó là một cái không gian rộng lớn để nói lên cái sự xa cách nghìn trùng giữa kim và kiều và đó cũng chính là cái lý do cho chúng ta thấy được và kiều cũng hiểu được đó là cái cơ hội để gặp lại và trùng phùng với lại chàng kim đó là vô cùng khó khăn à, nhưng dù như vậy nhưng dù ở đâu và bất cứ lúc nào thì trong lòng nàng vẫn sắc son chung thủy với chàng kim trước sau như một không bao giờ thay đổi. Dù cái hoàn cảnh, cái cuộc sống có đẩy đưa, có vùi dập nàng. Đến chừng nào đi chăng nữa thì mãi mãi cái tấm lòng son sắt ấy vẫn không bao giờ phai nhạt. Đó chính là cái cái nét đẹp trong phẩm chất của nàng kiều mà đại thi hào nguyễn du miêu tả ở bốn câu thơ này bằng những cái từ ngữ hết sức gợi tả miêu tả tâm trạng của kiều một cách trực tiếp qua từ tưởng và bút pháp nghệ thuật ẩn dụ để cho chúng ta thấy được một cái nét đẹp của nàng Kiều Dù xa cách nghìn trùng đối với chàng Kim Nhưng tấm lòng thủy chung của Kiều Vẫn trước sau như một Không bao giờ nhạt phai Tiếp theo nỗi nhớ của chàng Kim Là Kiều hướng lòng mình đến gia đình Xót người tự cửa hôm mai Quạt nồng áp lạnh những ai đó giờ nguyễn du dùng từ xót nghĩa là trong lòng kiều khi nhớ về gia đình là sự đớn đau quặn thắt cái hình ảnh của mẹ già tựa cửa trong con gợi lên trong lòng nàng biết bao nhiêu những cái xúc cảm những cái nỗi đau khi tưởng tượng ra cái điều đó rồi nàng cũng nghĩ Khi mình xa gia đình Thì ai sẽ thay mình Để đáp tròn cái chữ hiếu Qua hình ảnh quạt nồng áp lạnh Nghĩa là Ngày hè oi bức Ai quạt hầu để cho cha mẹ ngủ Mùa đông lạnh giá Ai ủ ấm chăng để cho cha mẹ có những cái giấc ngủ yên lành nghĩ đến đó kiều cũng đau cái phận làm con xa cách gia đình như vậy cũng không có cơ hội để đáp đền cái chữ hiếu sân lai cách mấy nắng mưa có khi gốc tử đã vừa người ôm cái hình ảnh sân lai gốc tử là những cái điển tích điển cố mà Nguyễn Du sử dụng trong cái nhị thập tứ hiếu nghĩa là phận làm con hiếu thảo hiếu kính đối với cha mẹ như vậy nghĩ đến đó lòng kiều cũng xót đau quặn thắt nhớ gia đình thì nguyễn du cũng miêu tả nội tâm của nàng kiều một cách trực tiếp qua từ sót để cho chúng ta thấy được cái tấm lòng hiếu thảo của kiều đây là một cái nét đẹp thứ hai trong cái phẩm chất của nàng mà đại thi hào nguyễn du muốn miêu tả cho chúng ta thấy rõ được điều đó như vậy kiều sống lên đất khách quê người không có một phút giây bình an không có một phút giây hạnh phúc Nhưng mà Kiều không lo nghĩ cho bản thân mình Mà trái ngược lại Luôn xót đau Lo nghĩ cho những người xung quanh Vậy thì chúng ta thấy sáng đẹp lên Một cái tấm lòng nữa của nàng Kiều đó chính là cái tấm lòng vị tha, nhân ái nhưng có thể nói hay nhất trong đoạn trích này chính là tám câu cuối Nỗi buồn lo của nàng Kiều Và mỗi một cặp câu như vậy Nó lại đồng điệu với một cái nỗi buồn của nàng Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cảnh bườm xa xa. Như vậy với cái hình ảnh cửa bể chiều hôm gợi lên trong lòng của nàng cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương một cách da diết sâu đậm. Hình ảnh cái góc trời nơi quê nhà nó xa xăm nó nhạt nhòa à, trong cái ký ức của nàng Kiều. À, buồn trong ngọn nước mới xa. Hoa trôi mang mát biết là về đâu cái cặp câu thứ hai này cái nỗi buồn nó lại ẩn chứa nó đồng điệu với cái thân phận của nàng kiều trước tiên là hình ảnh ngọn nước mới xa nghĩa là ngọn nước mới vừa lìa khỏi mới vừa tách khỏi cái nguồn nước mẹ cũng giống như kiều vừa rời xa gia đình Rồi hoa trôi mang mát Từ lại mang mát gợi thả hình ảnh Một bông hoa lẻ loi, đơn độc Trôi trên dòng nước đó Nhưng mà vô định Không biết sẽ trôi về đâu Cũng giống như cuộc đời của nàng Trong hiện tại Không biết tương lai sẽ đi về đâu buồn trong nội cỏ rầu rầu chân mây mặt đất một màu xanh xanh về cái nỗi buồn của nàng kiều ở cặp câu thứ ba này à, nó lại rộng lớn bà nó thấm sâu vào trong từng cái lá cây ngọn cỏ của lầu ngưng bích và tất cả không gian cảnh vật dường như nó nhạt nhòa ảm đạm và thê lương qua tâm trạng và qua, qua lăng kính của nàng kiều nó có rầu rầu tức là héo úa tàn phai và dồn nén tất cả những cái nỗi buồn lo đó thì nó chồng chất nó tăng tiếng ở cái cặp câu cuối cùng buồn trong gió cuốn mặt dền ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Cái cặp câu này có hai cái từ rất đặc biệt. Thứ nhất là gió và thứ hai là sóng. Gió thì từ Hán Việt đó là phong. Còn sóng đó là ba. À như vậy ở cái cặp câu cuối cùng này Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ miêu tả cái nỗi buồn lo của nàng Kiều Mà còn dự báo Cái cuộc đời phong ba bão táp Nhưng với cái từ lái ầm ầm Và quanh ghế ngồi Như vậy là nó đến với nàng Kiều rất gần Chứ không còn xa xăm như cái đoạn Chị em Thúy Kiều ở bài trước mà thầy đã phân tích như vậy cái cặp cuối cùng đây là tuyệt hay tuyệt vời à, đó chính là dự báo cái cuộc đời đầy sóng gió sẽ đến với nàng kiều trong một cái tương lai rất gần như vậy tám câu thơ này trước tiên chúng ta thấy cái hay cái tuyệt diệu của nó chính là bằng nghệ thuật điệp ngữ buồn trong để nhấn mạnh cái nỗi buồn mỗi lúc một chồng chất và khắc sâu trong tâm trạng của nàng kiều thứ hai là những cái từ lái gợi tả nó đồng điệu với tâm trạng của kiều xa xa mang mát rầu rầu và ầm ầm và có thể nói một bút pháp nghệ thuật tuyệt diệu mà nguyễn du sử dụng ở trong tám câu thơ này đó chính là bút pháp tả cảnh ngụ tình nghĩa là tả cái cảnh vật bức tranh cảnh sắc lầu ngưng bích nhưng trong đó là cả một cái thế giới nội tâm của nàng kiều qua tám câu thơ này chúng ta thấy đó là cái nỗi buồn lo chồng chất đồng thời chính là cái dự báo một cuộc đời đầy sóng gió sẽ đến với kiều trong tương lai rất gần mà thôi tóm lại qua đoạn trích kiều ở lầu ngưng bích nguyễn du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật miêu tả và miêu tả nội tâm nhân vật nàng kiều vừa trực tiếp vừa gián tiếp đặc biệt là bút pháp tả cảnh ngụ tình thật đặc sắc từ đó chúng ta thấy được một nàng kiều thật đáng thương tội nghiệp rơi vào hoàn cảnh éo le ngang trái của cuộc sống nơi đất khách quê người nhưng đồng thời cũng sáng đẹp lên những cái phẩm hạnh của nàng gợi cho người đọc được bao nhiêu sự ngưỡng mộ và trân quý với nhân vật này các em tìm hiểu thêm nội dung của đoạn trích và khắc sâu thêm qua phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 96 mươi thầy có cái phần luyện tập nhỏ các con về nhà làm cho thầy đó là viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật thúy kiều qua một trong hai đoạn trích chị em thúy kiều hoặc là kiều ở lầu ngưng bích Như vậy là buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. À, thầy mến chào tất cả các con à, chúc các con học tốt